đã chở chúng tôi đến đây. Cái giới trẻ họ thấy được cha ông của họ đã nỗ lực hết sức trong cái giai đoạn đầu tiên để mà gây dựng được cho được cái cộng đồng. Chúng ta rất may mắn có được một cộng đồng cho những người tiền nhiệm đã gầy công dựng lên hơn 4 thập niên qua. Thì cái điều tôi rất là hãnh diện và cũng rất là may mắn là được làm trong cộng đồng trong thời gian 6 năm qua. Người hiệu trưởng của trường Việt ngữ cộng đồng là một trong những hiệu trưởng trẻ sinh ra và lớn lên ở đây. Chúng ta sẽ phải là cái người bước tới để mà nối tiếp cộng đồng. Không những chỉ là một cái việc bảo tàng nhưng là cũng là một cái cơ sở để chúng tôi có những cái hoạt động chẳng hạn như là văn hóa. Chúng tôi luôn luôn sát cánh với lại cộng đồng người Việt tự do trong tất cả mọi hoạt động. Cộng đồng của chúng em ở dưới này rất là chăm lo về những cái thế hệ trẻ. Vietnamese community in South Australia is a beacon of successful multiculturalism. To make sure the flag that flies in my office is a symbol for freedom right across Australia. So, and I say that in with all my heart, that it would be a poorer country if we didn't have Vietnamese people living here. Thủ tướng Malcolm Fraser đã phải thốt lên. Tôi cảm nhận mạnh mẽ rằng chúng tôi đã chiến đấu bên cạnh những thường nhân ấy. Please take advantage and the opportunities to develop this skill set so that you become a strong citizen and are able to contribute towards the future of Australia. Be proud of who you are. Be proud of your heritage. Appreciate what your parents and your forebears have sacrificed for you. Even though we are here, we have the freedom. Don't forget the people of Vietnam. Mẹ con thường nói rất biết ơn đất nước Úc đã cưu mang, giúp đỡ gia đình con và tất cả những người tị nạn Cộng sản Việt Nam. But don't forget your heritage and seek to strive for all people to be able to enjoy the human rights and freedoms that we enjoy here in Australia. Có thể là nhiều người bạn trẻ lớn lên không có hiểu rõ cái lá cờ của mình là gì. Vì con thì con hiểu, vì hồi xưa ba con có nói màu vàng là cái màu da của người Việt của mình, còn màu đỏ là cái màu máu của ba miền.